chặt cái bảng đính tin nhanh 24/7. Cận cảnh Yamaha MT-03 2021 chính thức được ra mắt thị trường. Yamaha đã chính thức tung ra cái phiên bản mới của MT-03 2021. Cụ thể, nó sẽ có gam màu mới tại trường Bắc Mỹ, bao gồm gam màu Sun Luo, gam màu xám đồng và Max Triplex, gam màu đen mờ. Giữ nguyên trên mình thiết kế từng ra mắt của năm 2010. Cái phiên bản của MT-03 2021 sẽ có một cái tông màu với cái màu là MT Sorry trong cái năm nay. Cụ thể phiên bản màu mới của là màu xám Sun Luo xen kẽ với những họa tiết tem gam màu cam và xanh lam, đi cùng bộ bành hợp kim gam màu cam cũng khá là nổi bật. Đây là phiên bản màu mới dành cho cái năm 2021, thay thế cho phiên bản cái màu xám đen Ice Luo của năm 2010. Các chiếc MT-03 2021 tiếp tục ứng dụng cho mình cái động cơ là 2 xăng 321cc 4 thì DOC 4 vàng, cho ra công suất cực đại là 42 mã lực tại một tua máy là 10.751 trên phút. Mô men xoắn cực đại là 29,6 Nm tại một tua máy là 9.000 vòng trên phút, đi cùng hộp số còn tài sao cấp. Các trang bị trên chiếc MT-03 2021 vẫn giữ nguyên như hệ thống cái đèn flash, phụ trước là dạng upside down 37mm, đi cùng chiếc phanh ABS 2 kinh. Cái phần giá bán thì vẫn chưa được tiết lộ thời điểm này. Được biết ở Việt Nam thì Yamaha MT-03 2010 được Yamaha Việt Nam nhập khẩu trực tiếp, chỉ có một màu duy nhất hiện tại thì vẫn chưa chính thức được bán thị trường. Honda CB300R 2009 nâng cấp rất mạnh tay, đến từ một biker xứ đại. Cái chiếc Honda CB300R chính là một trong những đèn em gia đình đặt Nesbox cà phê, sở chỉ mình thiết kế hài hòa hợp với phong cách đương đại và cổ điển. Với mức giá bán thì phải chăng cái dòng CB300R đáp ứng rất tốt nhu cầu mong mỏi của người đam mê mô tô khắp thế giới. Khi đến tay sau một biker ở xứ đại thì cái mẫu xe này phải nói được chăm chút rất tỉ mỉ hơn, với một cái bản nâng cấp vô cùng sắc sảo và giá trị. Phong cách Nesbox cà phê hoàn toàn mới đã tạo một cảm hứng cho cái chiếc CB300R, một sự hiện đại trong phần thiết kế roadster cổ điển. Với hình thù có vẻ ngoài sẵn có thì bản độ đã nhắc đến những cái điểm nhấn mạnh của những chi tiết thiết kế và rất nhiều thủ thuật được ốp cặt vào vờ, gắn thêm body kit CC, trang bị thêm phụ kiện đồ chơi cao cấp, đem tới một tổng thể hoàn hảo và bắt mắt hơn. Đi sâu hơn vào từng bản độ thì chúng ta thấy cái con CB300R hôm nay đã được nâng cấp kinh doanh gió đồ chơi cao cấp, trang bị hệ thống phanh của Rainbow Asset, đối xứng ở bên kia chính là cái cụm coi Rainbow Asset được sửa đổi từ cái con sờ cáp sang là con dầu, đem đến độ ổn định cực kỳ cao và vượt mạ hơn. Và hai bên cuối tay lái là bộ gương gù đậm phong cách cổ điển, nó bật với dàn ốc tán cổ bằng titan được thiết kế riêng và lên màu cũng sắc sảo hơn. Những đặc điểm nó bật một vài vị trí thân xe được ốp vuông cặt bờ bờ thì bản độ còn nhấn nhá vô số những ốp tình đồ chơi công cc. Ngoài vì tân trang bản độ hầm hố thì nó còn bảo vệ những chi tiết của con xe ở mức tối đa nhất, hiển thị thêm chi tiết phần đĩa trước, gầm động cơ và hai bên động cơ. Và cuối cùng, hoàn thiện bản độ này phải hiển thị qua cái sự thay đổi số gãy đơn chuyển CC, giúp tư thế người lái trông thể thao hơn, để tải nhôm CC cân bằng giữa trọng lượng và độ thẩm mỹ. Hãy thấm chơi sau tùy chỉnh đem lại cái sự êm ái như mong muốn, cùng với một cái dàn ống xả Alubis Carbon giúp cải thiện hiệu suất động cơ tốt, âm thanh cực kỳ uy lực. Và giá của chiếc Honda CB300R 2019 đang bán thị trường Thái Lan rơi vào khoảng là 149.800 bạc Thái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, kỳ tiếp nhớ like, subscribe.